Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Yến Văn Hồng điềm nhiên nói sao mẹ có thể so sánh được với chị ấy? Anh rời bước đi, con đi đây, con không muốn để chị ấy chờ lâu. Hồ Vũ Hân vẫn còn cố chấp gọi, "Yến Văn Hồng, sao con có thể không màng đến tình thân kia chứ? Con đã quên ai mới là người nhà thật sự của con sao?" Anh đứng lại nói với bà, "Là mẹ đã dạy con nếu con không trở thành một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn thì làm sao có thể cạnh tranh với anh cả hơn nữa hiện tại hình như con có thêm động lực để cạnh tranh với anh ấy rồi yến văn hồng ngồi lên xe liền xin lỗi cố tuyết nhi em nói chuyện hơi lâu cố tuyết nhi đáp không có gì anh quay sang hỏi chị có đói bụng không cô đáp ừm hơi đói vậy chúng ta ăn ở ngoài đi hôm nay em thật sự rất vui em mời chị dâu ăn cơm em có tiền có nhiều lắm về đến nhà trợ lý trần vu cần liền bàn công việc với cố tuyết nhi theo thông tin tôi tìm được hiệu trưởng tiêu quả thực đang có chỗ dựa dẫm nhà họ tống có một đứa con ngoài giá thú và gọi ông ta là cậu cô tuyết nghi hỏi lại con ngoài giá thú cũng có thể coi là người để dựa dẫm sao trần vu cẩn liền nói cái này là do chính miệng gia chủ nhà họ tống khi còn sống đã hứa cho đứa con ngoài giá thú có quyền thừa kế gia nghiệp cô tuyết nghi ngồi cầm tách trà lên nói tiếp diêm vương dễ tránh nhưng ma quỷ thì khó chơi sự việc càng kéo dài phiền phức ở giữa sẽ càng phát sinh tốt nhất nên làm xong việc một lần trợ lý đồng ý đáp chính là đạo lý này muốn làm quân tử vào lúc này nhất định phải bị kẻ tiểu nhân làm phiền cô trầm ngâm rồi nói tôi đã nghĩ đến một người rất thích hợp để đối phó với những kẻ tiểu nhân của nhà họ tống yến văn hồng đột nhiên xuất hiện chào chị dâu cô suy nghĩ suy cho cùng với thân phận yến thái thái thật không tốt khi đứng trước các em trai em gái của yến triều mà không hỏi yến triều đến một câu cô ho một cái rồi nói lần trước nhờ thư ký trần đi điều tra tin tức có liên quan đến yến triều và yến huân hoa đã có kết quả chưa anh bất lực nhìn đi chỗ khác tạm thời vẫn chưa có tin gì cô tuyết nghi đứng dậy nói được tôi biết rồi thư ký trần đi nghỉ ngơi đi cố tuyết nghi quay lại hỏi yến văn hồng em đang đợi anh cả sao yến văn hồng xoay mặt cúi đầu buồn bã thấy vậy cố tuyết nghi hỏi anh sao vậy anh liền vui vẻ trở lại chỉ tay ra ngoài hôm nay chúng ta cũng ra ngoài ăn đi cô để tay lên cầm suy nghĩ đáp cũng được sẵn tiện gặp người quen luôn khi đến nhà hàng hai người đang ngồi thì giang việt xuất hiện thật sự là hiếm hoi khi được yến thái thái mời ăn cơm anh ngồi xuống ghế ung dung nói lần này yến thái thái muốn nhờ tôi hỗ trợ gì cứ việc nói dù sao cũng không phải là lần đầu tiên tôi cùng Yến Thái Thái cấu kết với nhau làm việc xấu. Cô Tuyết Nghi liền phản bác, cấu kết với nhau làm việc xấu chỗ nào, lần nào cũng là quang minh chính đại, và cũng đều là việc thiện cả. Vào vấn đề chính cố Tuyết Nghi điểm đạm hỏi lại Giang Việt. Mảnh đất ở trường trung học Hoài Ninh là của anh phải không? Tôi muốn có chỗ đó. Cố Tuyết Nghi ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhờ gian tổng săn ủi hết những thứ có liên quan đi hết đi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng